Rồi xin chào các bạn ha. Rồi xin chào các bạn, thì xin giao lưu với các bạn một với cây mai giống cúc vip nè các bạn. Rễ này ha, rễ rất là quái nha. Cộng rễ này thì tầm khoảng ngón chân trái mình á, rất là to nè các bạn thấy không. Đây, cái gỗ này thì tầm khoảng bóp vô 20 nha các bạn, hai mấy 21, cao cả 21. Đó, thang rất lượng. Đây, đây là cái đế của nó nè, cái cũ, đây là cái cũ ha. Đó, này rễ này thì cái chậu này các bạn, đường kính cái chậu thì tầm khoảng các bạn về có thể sang chậu tầm khoảng 30 ha, này cho cỡ 30. Rồi thằng cũng già lắm nha các bạn, cây này cũng khoảng 7-8 năm này, rất là già nha. Đó, đây là cái ghép giống cúc vip, thì cái nhánh này là các bạn có thể nữa, cái này là mình ghép bonsai nè các bạn. Nó nữa một nhánh này ảo đảo ở đây, nó cũ ở đây nè, còn nhánh này nữa uống xuống để chơi bonsai. Thì cây này tao cao tầm khoảng 50. Đó, cái nhánh này thì tầm khoảng 40 các bạn. Đó, cái nhánh ghép đây nè, tầm khoảng 40 ha. Rồi, giao lưu với các bạn luôn, không có để uống bonsai mà để chia sẻ giống, giao lưu với các bạn để cho các bạn có thể chơi cái bonsai. Đó các bạn, thì cây này nó có đường cong lắc lượng nè, thấy không. Đó, mình ghép bonsai đây, cái củ nó rất đẹp nè các bạn, dễ nó nổi nè. Cái này là chơi bonsai là ok ha. Rồi, ghép giống cúc vip, thì nữa mình sẽ đưa hình cái giống cúc vip trên màn hình chính nha, thì các bạn có thể xem. Đó, cây rất là đẹp, rất là già luôn ha. Thì anh em nào thích liên hệ với mình ha, mình sẽ để số điện thoại để cho các bạn xem. Rồi.